Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Bisugu đây. Thì trận ngày hôm nay mình phải gọi là rất là đặc biệt nha, tại vì nó làm mình gợi nhớ rất là nhiều hồi mùa 2 và là mùa 3 năm mà đây là cái map mà anh em nhìn vào, nếu như mà anh em nào mà chơi Liên Minh từ mùa đầu luôn á, mùa 1, mùa 2, mùa 3 thì anh em sẽ gọi là rất là quen cái map này luôn á, tại vì từ mùa 4 trở đi là Riot đã sửa lại cái map thành cái map mới hiện tại anh em đang chơi á. Còn mùa trước á là map này nha. Đây là cho những anh em nào chưa biết hồi đầu Liên Minh Điện Thoại á, là cái map nó như thế nào, lính nó như thế nào, chủ nó như thế nào, và là quái nó như thế nào luôn á nha. Đây là một cái map mà phải gọi là rất là lâu từ về trước rồi, nó làm mình nhớ rất là nhiều kỷ niệm khi mà mình trốn trên net, hay là mình gọi là bỏ học cúp học, hay là chơi chung với bạn bè leo răng, phải gọi là cực kỳ hạt ở ngày đó luôn anh em à. Riêng cái map này thôi nó đã gợi nhớ cho mình gọi là cực kỳ gọi là kỷ niệm rồi đó, thật sự luôn anh em à. Ủa cái gì đây, đang tâm sự với anh em mà mày làm cái gì đây, mất cảm hứng thế nhờ. Lợn này chết à. Ui lên cấp luôn kìa, ảo chưa. Còn quay lại nè, mình xin nha, team bạn hiện tại là đang gọi là rất là khó chịu nha, cho God nè, Neko nè, Vi nè, Raymond nè, Liberlang anh em à, mình giết không được luôn á. Cái trận này thằng Yumi này mình không biết nha anh em ơi, thằng Yumi này là một cái thằng người lạ nào đó mình không biết nha, tại vì hồi bữa đến giờ là mình toàn chơi mình không à, mình không có chơi thêm support nữa anh em à, tại vì rất là nhiều anh em phản ánh là chơi support nó chán á, nên bữa giờ mình toàn chơi một mình không à. Lâu lâu thì mình muốn quay gọi là những cái đồ dị á thì mình mới rủ phải support vào chơi thôi. Ui nó cứ giết mình mà. Ok, cũng giết đường kia rồi. Hit run nè. Mình bắn nhầm vào lính ở đây mà. Lợn này. Rồi sao nó bay lên tới luôn rồi. Bay lên tới nơi luôn rồi. Ui xời. Chơi này luôn nè. Ui. Ôi, đâu ra xuất hiện ông Liberlang nữa này. Đâu ra xuất hiện ông Liberlang ấy. Khó chịu ấy. Rồi, chết con mèo của tôi luôn rồi. Cái đài là Liên Minh Điện Thoại mùa 2, mùa 3 nha anh em ơi. Chứ mùa 1 nó còn xấu hơn thế này nữa. Mùa 1 với là cái bản beta là cái map nó khác với cái này luôn nha, nó xấu cực kỳ luôn. Nó khác hẳn với cái map mình đang chơi nha. Cái map mà mình đang chơi á là mùa 2 với là mùa 3 nha anh em ơi. Còn mùa 4 á là nó sẽ sửa lại một cái map khác, mùa 5 một cái map khác, và cái mùa anh em đang chơi hiện tại là cái map của mùa 6 với lại là mùa 7 nha, tại vì mỗi lần nó sẽ nâng cấp lên một tí về cái chất lượng hình ảnh nha anh em. Vô em Yumi này, bám theo anh là anh cho em ăn luôn, ăn chuối luôn. Ôi em rời vậy đi chết anh rồi em ơi, may mà anh bắn hit and run được nữa nha, em rời vậy là chết luôn ấy. Ok, thì nếu như mà anh em muốn mình làm gì nữa thì cứ bình luận ở phía dưới nha, hoặc là có thể nhắn tin qua Facebook của mình luôn, mình có để link ở phía dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận đó nha anh em ơi. Chọn ngày hôm nay thì anh em thấy không, quái nó gọi là từ mùa 3 luôn rồi đó. Cái đây là những cái map mà anh em là chơi từ mùa đầu á là nên sẽ biết, còn đây là mình chơi cho những anh em là chưa biết hồi mùa đầu Liên Minh nó như thế nào, cái bản sơ khai là nó như thế nào. Đây chỉ là cái map thôi nha anh em ơi, còn tướng á thì vẫn là mùa 11 anh em đang chơi hiện tại nha. Quái rừng thì nó cũng sẽ đổi một chút thôi, nó đổi về mấy con ma thôi nè mà. Đừng mà anh trai. Trời ơi. Mấy anh trai làm gì để chết em. Nãy giờ ăn hành thật sự rất là không vui luôn anh em à, tại vì mình vừa mới lò cái đầu ra nha, là mình chết, mình vừa mới lò cái đầu ra mình chết. Anh em thấy không, cái mạng của team bạn đang gấp đôi team mình luôn á. Trả thù thôi. Bây giờ đến lúc trả thù rồi. Đến lúc trả thù rồi anh em ơi, thằng này luôn. Lại đây nè. Quay lại đây. Nó chạy luôn rồi anh em à. Nó chạy luôn rồi. Lại đây nào. Nó chạy nữa bạn. Quay lại. Úi sò biết ngay mà. Mình xin. Hồi nãy giờ cứ ra là chết rồi đâm ơi, cứ ra là remote với lại Liberlang với lại mắt đầu bồ cái nó cứ bắt mình thôi. Khó chịu luôn á. Hồi nãy team mình là gấp đôi mạng team mình luôn á, là nó biết cỡ nào. Đây, những cái bụi cỏ, những cái vòm đá, rồi những cái gọi là hiệu ứng ở xung quanh á, đây đều là từ mùa 2 với lại là mùa 3 hết rồi nha anh em ơi. Còn những cái bụi cỏ mà nó có sẵn á, với lại là có thêm mùa mới á, là không thể nào bỏ được rồi. Giả bộ hồi mùa 3, mùa 2 cái kiểu á, làm gì có mấy cái bụi cỏ ở cái chặng 3 này đâu anh em ơi. Cái sông này nè, với lại là con rồng ở đâu, làm gì có. Mùa mới nên nó thêm vào nên bỏ cũng không được nha. Cái thằng đạo bò này, tem nó toàn tăng không bắn mệt.
bắn hơi bị mỏi tay. Ủa LeBlanc, ok biến ảo rồi mày, trúng nè. Ủa nhưng mà nó cũng giết đường Torres cơ. À, mà tính chơi chiêu đúng không? Chủ bắn chết rồi. Ui, đâm hồ két. LeBlanc này nó mua ác thật chứ. Đúng hơi bị quắn cái não luôn á. Chứ cái map này nhiều khi anh em chơi á thì anh em sẽ không quen, tại vì cái màu với lại là cái hiệu ứng của nó khác hoàn toàn so với cái map mà 11 anh em đang chơi. Mặc dù là nó xấu, nó cũ nhưng mà nó rất là hồi niệm nha. Nếu mà so về cái độ mà đẹp á thì mình nghĩ cái map này nó vẫn là một cái đó, một cái gì đó phải gọi là rất là đẹp anh em à. Nếu mà so sánh với cái độ đẹp thôi á thì cái map này nó không có đẹp bằng cái map anh em đang chơi, nhưng mà nó cũ anh em ơi, chơi rất là sướng. Ok, giờ là cái cung xanh rồi đó, có đeo tím rồi đó, bắn là có đeo rồi đó nha, đừng có giỡn. Ây da, ok, có đeo tím, có cung xanh, bắn là có đeo rồi đó, chơi được rồi. Mình xin nhắc lại nha, thằng Yumi này là một cái thằng mình hoàn toàn không hề biết nha. Đây là cái thằng đầu bòi này quá, mình không có rủ vào chơi chung nha. Mình nói chơi mình đó. À, tìm nó toàn 3 LeBlanc đồ khó bắt quá, anh em ơi, bắt nó chầm kẽm thiệt luôn á. Anh thấy mấy con quá này không? Đó, mấy con quá này là mấy con quá hồi mùa 2 với lại mùa 3 ấy nha. Nhìn rất là ảo đúng không? Ủa, khó chịu chưa? Tìm bạn tàng hình không anh em ơi? LeBlanc tàng hình nè, Neko tàng hình nè, ba tàng hình nè. Mày, bắn cái bóng. Mì, chầm kẽm thiệt chứ. Thằng nào mới là thường thiệt gì? Ok, đúng mà. Rồi xong. Má khó chịu thật mang đầu bòi đi. Nếu như anh em nào mà xem tới hay á, hãy đừng quên để là một like đăng ký kênh với là bấm cái chuông nha. Động lực rất là lớn luôn anh em ơi, để cho mình tiếp tục thực hiện thêm những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Mình sẽ cố gắng mình mod những cái bản mod thật là đẹp hoặc là thật là tấu hài cho anh em xem á, với lại là lâu lâu mình mong mod mấy cái map. Tại vì có những cái map mà nó rất là hay, không phải là chỉ có mấy cái map này đâu anh em ơi. Nếu như mà anh em chơi Liên Minh đủ nhiều qua thì anh em sẽ biết là Liên Minh nó đã từng ra rất là nhiều map khác nhau ở từng cái sự kiện nha. Map mùa đông, map giải lập, map quỷ vương rồi các kiểu anh em ơi, rất là nhiều map luôn á. Chừng nào mình làm rảnh mình làm hết luôn cho anh em xem. Cho gách này bắt đầu đù rồi đấy. Lúc đầu game thì nó khó chịu chứ, mình lên được cũng xanh với là đau tím thì bắn cái đai mồi chịu sao nổi. LeBlanc này nữa, bố mày nha, mày nha, mày nha. Ôi xong. Quýu anh em ơi, quýu W không qua tường, quýu luôn, cái gì nữa, chết luôn. Ở lại với anh. Rồi xong. Anh bắn chúng W là bắn mà mày mũi tên tình yêu á. Chúng là em chết, chúng là em chết. Mà mình nhà mua đồ nha. Rồi đừng có bê trụ nữa anh em ơi. Rút quân ê. Nhưng mà căng rồi. Tại vì team mình toàn là AD với lại là đam không mà. Ui đừng có bê trụ, về đi. Từ từ em, hai anh em đánh căng gì, là hạt gì. Rồi xong nó win luôn rồi đó. Ok và GG tất cả anh em nha, tạm biệt em. Bye bye.